Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nấu món phở đuôi bò. Để nấu món phở đuôi bò này, các bạn cần có những nguyên liệu như sau: một dĩa thịt đuôi bò đã cắt sẵn và lọc da bỏ. Thứ hai nữa là mình cần những gia vị để nấu phở. Bên này thì mình xài gia vị phở Hòa và gia vị phở nấu phở Bắc hiệu ông già quê hương. Thì một bịch gia vị phở Hòa này đó thì mình sẽ nấu tới 4 lít nước là 2 gallon water nhé. Rồi thứ hai nữa là mình cần một củ hành và một củ gừng. Hành và gừng sẽ nướng trái trái vỏ, rồi sau đó thì mình bỏ cái vỏ trái đi, mình sẽ bỏ cho vào cái nồi nước phở mình nấu sẽ rất là thơm và nước nó trong. Sau đó mình cần đường và đường rock candy. Rock candy là đường phèn nha các bạn. Mình cần đường phèn, đường thường và muối. Sau đó thì không thể nào thiếu được gọi là nước mắm, fish sauce, hiệu ba con cua, nước mắm nào cũng được hết. Chỉ cần có nước mắm nhỉ thôi nha các bạn. Rồi, đây là những thành phần cần thiết để mình nấu phở đuôi bò ngày hôm nay. Thịt bò được rửa với nước lạnh, sau đó thì mình để một qua một cái thau nhỏ. Chút nữa mình sẽ trụng lại để cho thịt nó không có bị hôi. Đây là mình cần một muỗng giấm và gừng sẽ sắc nhỏ nhiều lát. Mình sẽ đổ vào một nồi nước sôi như thế này để mình trụng thịt nha các bạn. Đây, nước đang sôi đây, mình sẽ cho nước chấm vinegar đi gừng vào đó. Mình sẽ làm cho các bạn xem. Sau khi mình trụng sơ thịt bò, mình sẽ đổ ra một cái thau rửa lại với nước lạnh trước khi mình cho vào nồi phở mình sẽ nấu. Đây là thịt bò mới vừa trụng xong với nước sôi. Ok, bây giờ mình sẽ rửa thịt bò này rất là sạch để mình nấu phở nha các bạn. Đây là thịt bò đã luộc sẵn và rửa sạch. Rồi mình sẽ dùng gừng cắt lát và hành thì mình sẽ cắt nửa củ. Sẽ cho vào nồi nước sôi. Đây là nồi nước sôi nha các bạn. Mình sẽ cho hết những cái thành phần này vào nước sôi mình sẽ nấu. Củ hành và củ gừng các bạn nướng lên rồi sau đó lột bỏ mấy phần trái rồi mình cho vào nồi nước chung với đuôi bò để nấu. Đây là nồi nước súp đuôi bò nấu với củ hành và gừng. Các bạn thấy nước là rất là trong. Sau đó thì mình sẽ cho cái bịch gia vị nấu phở vào. Bịch gia vị này hôm nay mình xài là gia vị phở Hòa mua ở Mỹ nha các bạn. Bây giờ nước đã sôi sùng sục rồi, mình sẽ đổ cái nồi nước này vào cái nồi khác gọi là nồi khúc, slow cook, nồi áp suất để hầm cho thịt đuôi bò nó mềm nha các bạn. Bây giờ mình đã cho phần súp của đuôi bò vào nồi áp suất nè các bạn. Mình sẽ nấu khoảng 30 phút. Quay luôn, này bánh phở tươi đây. Rồi. Này là nồi súp bò mới vừa slow cook xong. Để ăn phở cho ngày hôm nay đó thì mình cần có ớt, chanh, ngò, hành lá và lá quế. Ngoài ra chúng ta cũng cần có giá sống rửa sẵn. Những cái này thì mình sẽ chuẩn bị cho ăn phở nha các bạn.
là ớt, ngò, hành và củ hành cắt khúc. Đã sẵn sàng, chút nữa mình sẽ cho vào tô ăn phở nha các bạn. Sau đây mình sẽ có bánh phở tươi mình mua ở chợ Việt Nam đó các bạn. Mình sẽ cho vào nồi nước sôi, mình sẽ cho phở tươi vào trụng khoảng 5 phút rồi mình vớt ráo ra nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng phở tươi này ăn với phở. Thì phở tươi đã cho vào nồi nước sôi nha các bạn. Mình sẽ trụng khoảng 5 phút là mình vớt ra rồi mình sẽ để ráo. Phở vừa mới luộc xong nha các bạn, mình sẽ để ráo và sau trước khi ăn mình sẽ cho vào tô với giá và nước lèo nước phở vào. Bây giờ mình sẽ dùng nước mắm sẽ cho nêm nếm vào nồi phở cho vừa ăn nha các bạn. Mình sẽ cho thêm một muỗng nước mắm nữa. Và nồi phở đã chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm một tí xíu muối và nêm nếm vừa ăn. Rồi sau đó mình cho giá và bánh phở đã luộc sẵn vào tô. Mình sẽ múc phở, nước phở cho vào tô cộng với đuôi bò. Ngoài ra mình còn có luộc thêm một cục bò bắp. Lúc này nước phở rất là nóng nha các bạn. Khi các bạn múc nước cẩn thận khỏi coi chừng bị phỏng tay. Rồi mình sau đó mình cho lên bàn, mình sẽ cho ngò, hành, ngò ôm, ớt, lá quế và các gia vị khác. Ngoài ra các bạn sẽ cho tương phở hoisin sauce vào nha các bạn. Và một ít tương ớt sriracha sauce. Và sau đó mình sẽ dắt một tí xíu chanh vào. Như vậy là mình đã được một cái tô phở đuôi bò rất là thơm ngon. Các bạn có thể mua bò viên, thêm bò viên vào nấu chung với phở đuôi bò. Nấu chung thì bò viên rất là thơm với mùi phở đuôi bò đó. Các bạn có thể ăn thêm với bò viên. Đây là mình có tô phở đuôi bò ăn với bò viên nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn rất là đẹp mắt nữa nha các bạn. Xin chúc các bạn thưởng thức món phở đuôi bò của mình nấu nha.